Bắt đầu từ ngày 16 tháng 4, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẽ tổ chức chi trả gộp một lần lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 4 và tháng 5 năm 2020. Đây là một chính sách rất thiết thực nhằm bảo đảm an toàn cho hơn 3,1 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, chủ yếu là người cao tuổi được chính phủ khuyến cáo ở nhà, hạn chế tiếp xúc đông người trong đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19. Việc chi trả này sẽ được áp dụng đối với cả hai hình thức, nhận tiền qua thẻ ATM và nhận tiền mặt tại bưu điện. Lịch chi trả cụ thể sẽ được thông tin tại từng địa phương. Trong cái kỳ chi trả tháng 4 và tháng 5 2020 thì Bưu điện Việt Nam có điều chỉnh cái phương án chi trả. Cụ thể là chúng tôi sẽ thực hiện chi trả gộp 2 tháng, tháng 4 và tháng 5 thành một đợt. Và cái thời gian chi trả dự kiến là sẽ thực hiện từ ngày 16 tháng 4 cho đến hết ngày 25 tháng 5. Về thủ tục chi trả thì cũng có thay đổi một chút. Cụ thể là đối với cả những cái đối tượng hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội qua cái hình thức ATM thì chúng tôi sẽ thực hiện chi trả vào tài khoản ATM trước ngày 16 tháng 4. Đối với những đối tượng mà hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội bằng tiền mặt thì chúng tôi sẽ điều chỉnh cái phương thức chi trả. Theo đó thì Bưu điện sẽ không tổ chức các bàn chi trả tập trung mà thực hiện việc chi trả qua các cái cơ sở bưu điện và tại địa chỉ của người hưởng. Bưu điện thì sẽ xây dựng một cái phương án chi trả. Theo đó thì có lộ trình chi trả và thời gian chi trả xác định trên từng cái địa bàn. Và khi bưu điện tiếp cận cái người hưởng thì người hưởng sẽ phải xuất trình cái thẻ chi trả và chứng minh nhân dân để nhận tiền. Về thực chất thì toàn bộ cái số tiền lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội của người hưởng sẽ được bưu điện chuyển vào cái thẻ chi trả này trước ngày 16 tháng 4. Người hưởng có thể sử dụng cái tên đăng nhập và mật khẩu của mình truy cập hệ thống thẻ chi trả.vnvote.vn để kiểm tra số dư của mình. Nếu người hưởng mà muốn lĩnh tiền sớm hoặc không có cái nhu cầu lĩnh tiền tại nhà thì người hưởng có thể là chủ động đem thẻ chi trả và chứng giấy tờ tùy thân ra bưu điện để lĩnh tiền. Trước khi ra bưu điện lĩnh tiền thì người hưởng nên chủ động liên hệ với bưu điện sở tại để được các nhân viên bưu điện hướng dẫn về thời gian và địa điểm chi trả sao cho phù hợp nhất để người hưởng có thể nhận được tiền nhanh và không bị mất thời gian và tụ tập đông người, an toàn cho người hưởng. Trong cái quá trình chi trả thì bưu điện cũng có ứng dụng về công nghệ thông tin. Chúng tôi cũng có triển khai các cái app và cái trang web để đề nghị người hưởng hỗ trợ và phối hợp với bên bưu điện trong cái việc mà truy cập vào trang web, cung cấp các cái thông tin về địa chỉ cũng như là các cái thông tin về thời gian muốn nhận tiền. Thì người hưởng có thể truy cập vào cái trang web ansinhxãhội.vnpost.vn và khai báo các cái yêu cầu của mình để bưu điện có cái điều kiện phục vụ tốt hơn. Nếu người hưởng không truy cập vào trang web thì có thể gọi điện thoại lên số tổng đài của bên bưu điện 1900545481 hoặc gọi điện vào cái số điện thoại của cái bưu điện mà nơi người hưởng cư trú thì chúng tôi cũng sẽ tiếp nhận thông tin và tổ chức phục vụ cho người hưởng chu đáo. Để đăng ký thông tin, người hưởng cần chuẩn bị sẵn thẻ sổ lương hưu hoặc thẻ bảo hiểm y tế, số điện thoại liên hệ. Việc đăng ký thông tin được thực hiện từ ngày 5 tháng 4 đến ngày 14 tháng 4 năm 2020. Đối với người hưởng thuộc khu vực cách ly, bưu điện sẽ thực hiện chi trả sau khi thời gian cách ly kết thúc. Do việc chi trả đến từng nhà sẽ mất nhiều thời gian hơn so với việc chi trả thông thường. Bên cạnh đó, hiện nay, nhiều sổ bảo hiểm xã hội có địa chỉ thường trú khác với địa chỉ người nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội đang sinh sống. Số điện thoại liên hệ chưa được cập nhật khi có sự thay đổi. Nhằm bảo đảm việc chi trả được nhanh chóng, an toàn, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã xây dựng hệ thống đăng ký chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và chi trả bảo trợ xã hội người có công tại nhà có địa chỉ http://ansinhxahoi.vnpost.vn. Hiện nay thì Bưu điện thì chúng tôi đã phát triển một cái app và app này thì chúng tôi cũng ứng dụng cho cái vấn đề mà thu thập cái yêu cầu của người hưởng về cái vấn đề là nhận lương hưu. Thì trên cái app đó là nó sẽ hiển thị các màn hình rất đơn giản để người hưởng có thể khai báo các cái thông tin của mình cũng như là các cái yêu cầu của người hưởng về cái vấn đề mà nhận tiền tại địa chỉ và thời gian nhận tiền. Thế thì bưu điện căn cứ vào các cái yêu cầu của người hưởng sẽ tổ chức phục vụ tốt hơn cho người hưởng.
Ngoài ra nếu như người hưởng nào mà không sử dụng được app hoặc không thạo trong vấn đề truy cập trang web thì có thể chủ động gọi điện thoại lên số điện thoại tổng đài 1900 545481 thì chúng tôi cũng sẽ có các cái call center sẽ ứng trực để thu thập thông tin của người hưởng, để cập nhật thông tin người hưởng để phục vụ tốt hơn. Hoặc là nếu không thì người hưởng cũng có thể chủ động gọi điện số điện thoại của các cái bưu cục tại cái nơi người hưởng cư trú. Thì ba cái nguồn thông tin đó thì chúng tôi đều được cập nhật tập trung vào một nguồn để tổ chức phục vụ người hưởng. Việc đăng ký thông tin trên hệ thống đăng ký chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và chi trả bảo trợ xã hội người có công tại nhà sẽ bắt đầu thực hiện từ ngày 4 đến ngày 14 tháng 4. Sau khi điền đầy đủ, chính xác thông tin, hệ thống sẽ tự động cập nhật để bưu điện lập danh sách người hưởng nhận tiền tại nhà và xây dựng các tuyến chi trả khoa học nhất, thuận tiện cho công tác chi trả tại từng địa bàn. Đối với cả cái việc phục vụ chi trả lương hưu, cái kỳ chi trả tháng 4 và tháng 5 này, thì bưu điện cũng đã cam kết là sẽ tuân thủ các cái nguyên tắc phòng dịch. Và người hưởng khi giao tiếp với nhân viên bưu điện cũng được yêu cầu phối hợp tuân thủ nghiêm túc các cái nguyên tắc về phòng chống dịch. Với sự linh hoạt trong phương án chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, người dân có thể yên tâm hơn khi nhận các chế độ, đồng thời vẫn bảo đảm được sức khỏe trong đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19.